Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Belarus, Lukashenko cố duy trì độc tài, Putin cam kết ủng hộ. Người dân Belarus tiếp tục duy trì sức ép một tuần sau cuộc bầu cử tổng thống đã bị tố cáo là gian lận. Chiều thứ Bảy ngày 15 tháng 8, biểu tình đã diễn ra khắp nước, công nhân, xí nghiệp tham gia đình công chống tổng thống Lukashenko bám trụ thêm nhiệm kỳ thứ 6. Bác bỏ đề nghị làm trung gian hòa giải của láng giềng giữa Ba Lan, Litva và Latvia, nhà độc tài điện thoại cầu viện Kremlin. Minsk đã loan báo được Moscow cam kết yểm trợ về an ninh đối phó với làn sóng phản kháng gây bất ổn. Tuy là đồng minh truyền thống của Minsk, Moscow cũng phản ứng dè dặt. Đây là hình ảnh Tổng thống Lukashenko và Tổng thống Nga Putin. Từ Moscow, thông tín viên Bolcher đã phân tích như sau. Cho đến hiện tại, Điện Kremlin vẫn giữ thái độ không mấy quan tâm đối với cuộc khủng hoảng chính trị ở Belarus. Ngoại giao Nga có đề cập đến sự can thiệp vào nội tình Belarus, nhưng Moscow vẫn im lặng. Vladimir Putin cũng không lên tiếng ủng hộ Lukashenko. Hai nhà lãnh đạo mới điện đàm với nhau vào hôm thứ Bảy. Sau cuộc trao đổi này, Phủ Tổng thống Nga công bố một bản thông cáo tóm tắt như sau. Hai bên bày tỏ tin tưởng vào một giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng. Đối với Điện Kremlin thì không nên để cho các thế lực phá hoại khai thác các vấn đề này trong mục đích gây hại cho mối hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ván bài của Moscow là làm sao để đảm bảo quyền lợi của Nga tại Belarus và cam kết song phương. Nhật báo Nga Gazeta đã lưu ý mức độ thiệt hại tài chính nếu quan hệ giữa Nga và Belarus bị cắt đứt. Trên các đài truyền hình, các quan điểm khác biệt nhau về những sự kiện xảy ra dường như là một tín hiệu cảnh báo chính quyền Minsk là Kremlin không sẵn sàng cứu Lukashenko bằng mọi giá. Tổng thống Belarus đang gặp nguy khốn hơn bao giờ hết. Và tại cuộc đấu tranh này, chúng ta lại chứng kiến hình ảnh phụ nữ lên tuyến đầu. Theo tờ báo Le Monde, phụ nữ Belarus lên tuyến đầu trên mạng xã hội cũng như trong các cuộc biểu tình với hoa, cờ và bong bóng đủ màu trên tay. Tại nhiều cơ quan nhà nước, cờ Belarus được kéo xuống thay thế bằng cờ của đối lập. Hãng tin Reuters cho biết, đại sứ Belarus tại Slovakia Igor tuyên bố ủng hộ việc lắng nghe nguyện vọng của những người biểu tình. Đang công du tại Ba Lan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và chính phủ Ba Lan cũng kêu gọi chính quyền Minsk đối thoại với xã hội công dân và đáp ứng nguyện vọng của người dân Belarus. Đây là hình ảnh cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Lukashenko gian lận bầu cử đang lan rộng. Ước tính có hơn 200.000 người biểu tình đã xuất hiện ở trung tâm thủ đô Minsk vào hôm 15 tháng 8 năm 2020, lấn át một cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Lukashenko trước đó trong ngày. Cũng vào hôm 14 tháng 8 năm 2020, Liên Hiệp Châu Âu quyết định ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức Belarus đã đàn áp người biểu tình gian lận trong kiểm phiếu. Lãnh đạo đối lập Belarus kêu gọi nhân dân tiếp tục biểu tình phản kháng ôn hòa trong kỳ nghỉ cuối tuần. Theo hãng tin AFP, vào chiều hôm qua, Liên minh châu Âu đã quyết định đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức thủ phạm gây ra các hành động bạo lực, bắt bớ và gian lận liên quan đến bầu cử. Và Ngoại trưởng Thụy Điển Anna Linde cũng thông báo tin trên sau cuộc họp qua cầu truyền hình với các đồng nhiệm châu Âu. Một danh sách các quan chức bị trừng phạt sẽ được lập ra. Các biện pháp trừng phạt có hiệu lực sau khi quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu thông qua danh sách này. Ngoại trưởng Luxembourg Jens tố cáo chủ nghĩa khủng bố nhà nước tại Belarus điều không thể chấp nhận được tại châu Âu thế kỷ 21. Quốc vụ khanh Pháp phụ trách châu Âu Clement cho biết Paris triệt để cam kết thực hiện việc trừng phạt có trọng điểm nhắm vào các thủ phạm và ủng hộ người Belarus thực thi các quyền tự do của mình. Liên Âu thúc đẩy chính quyền của Tổng thống Lukashenko đàm phán theo kế hoạch 3 điểm do Ba Lan, Litva và Estonia đề xuất, trong đó có đề nghị tổ chức bầu cử lại với sự giám sát của các quan sát viên quốc tế. Vào cuộc bầu cử vào hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 8, với kết quả được công bố là Tổng thống Lukashenko tái đắc cử với 80% số phiếu bầu, đã bị phe đối lập Belarus tố cáo là gian lận. Đây là hình ảnh Tổng thống Belarus Lukashenko phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại thủ đô Minsk vào ngày 16 tháng 8. Từ đó đến nay, ngày nào cũng có các cuộc xuống đường phản đối kết quả bầu cử. Phong trào phản kháng bị cảnh sát đàn áp dữ dội. Tính đến hôm qua, có khoảng 150 người biểu tình bị thương phải điều trị ở bệnh viện và ít nhất 2 người chết do cảnh sát đàn áp và hàng ngàn người cũng bị bắt giữ. Nhiều nhân chứng cho hãng AFP biết về các điều kiện giam giữ tồi tệ, bị bỏ đói, không cho nước uống. Có lúc 50 người bị đẩy vào một phòng giam thông thường chỉ dành cho 4 tù nhân. Nhiều người đã bị đánh đập, trích điện. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế cho biết có một số người biểu tình bị đột trần, đánh đập tàn bạo và đe dọa, cưỡng hiếp. Tổng thống Lukashenko cũng kêu gọi kiềm chế với người biểu tình. Hôm qua, chính quyền Minsk đã tỏ dấu hiệu muốn xuống thang
khi tuyên bố sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng. Tính đến tối hôm qua, 2.000 người biểu tình đã được phóng thích trên tổng số khoảng 6.700 cho đến 7.000 người bị bắt. Tổng thống Lukashenko kêu gọi lực lượng an ninh kiềm chế trước người biểu tình. Ủy ban bầu cử Trung ương cho biết, ông Lukashenko, người nắm quyền từ năm 1994, giành được 80,1% số phiếu và ứng cử viên đối lập chính Tikhanova 10,12%. Nhưng bà Tikhanova khẳng định nếu cuộc phiếu bầu được kiểm đúng cách, bà đã giành được sự ủng hộ từ 60 đến 70%. Lãnh đạo đối lập Tikhanova hiện giờ đang tị nạn tại Litva kêu gọi người dân biểu tình ôn hòa trên khắp cả nước trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Bà Stepana Kvitova, 37 tuổi, giáo sư tiếng Anh, buộc phải rời khỏi Belarus sau khi bị chính quyền đe dọa. Thông tin từ những người ủng hộ bà cho biết, lãnh đạo đối lập Steva Lesna chỉ mới tham gia vào chính trường khi ra ứng cử, kế tục chồng bà, một ứng cử viên tổng thống Belarus bị chính quyền bỏ tù từ tháng 5. Khoảng 6.700 người bị bắt sau cuộc bầu cử và nhiều người đã nói về việc tra tấn dưới bàn tay của các dịch vụ an ninh. Tổ chức Ân tá Thế giới cho biết tiết lộ từ những người bị giam giữ được phóng thích cho thấy có thể có tra tấn ở diện rộng. Và bất chấp đàn áp dữ dội, phong trào phản kháng tiếp tục và phong trào phản đối chính quyền ở Lukashenko còn lan sang cả giới tinh hoa trong chính quyền. Và nhiều phóng viên, báo và đài nhà nước đã thông báo từ nhiệm và hơn 1.000 nhà khoa học lên tiếng phản đối bạo lực. Đây là hình ảnh lãnh đạo đối lập bà Tevana hiện đang tị nạn tại Litva. Ông Lukashenko là người nắm giữ chức vụ tổng thống của Belarus từ ngày 20 tháng 7 năm 1994 đến nay là 6 nhiệm kỳ. Và hầu hết các kết quả bầu cử đều bị tố cáo là gian lận và bị các nước phương Tây tẩy chay, ngoại trừ Nga. Belarus từng bị các lãnh đạo của châu Âu và Hoa Kỳ trước đây và hiện nay gọi là thành lũy cuối cùng của chế độ độc tài ở châu Âu. Ông và một số quan chức Belarus khác cũng là những đối tượng bị Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt vì lý do vi phạm nhân quyền. Nga tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Belarus trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Lukashenko vẫn tiếp tục diễn ra. Điện Kremlin vào ngày 16 tháng 8 đã ra tuyên bố cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Belarus Lukashenko rằng Nga sẵn sàng thực hiện các hiệp ước quốc phòng tập thể nếu cần thiết để trợ giúp Belarus giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này cách đây một tuần. Và Nga cho rằng sức ép từ bên ngoài đang gây ra tình trạng bất ổn với các cuộc biểu tình chống Lukashenko, nhưng không nêu rõ những sức ép đó đến từ đâu. Theo hãng thông tấn Beta của Belarus, Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã có một cuộc nói chuyện dài và chi tiết về các vấn đề an ninh với Tổng thống Nga Putin. Ông nói, tôi và Tổng thống Putin đã thống nhất rằng chúng ta sẽ nhận được hỗ trợ toàn diện trong việc đảm bảo an ninh của Belarus bất cứ khi nào chúng ta cần. Đây là hình ảnh đám tang hôm thứ Bảy 15 tháng 8 của Trzaskowski, người đã bị giết trong cuộc biểu tình ở Minsk vào tuần trước. An ninh được thắt chặt ở thủ đô Minsk hôm nay khi hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Lukashenko tập trung tại đây lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử để bày tỏ ủng hộ đối với ông và nghe ông phát biểu. Nơi những người ủng hộ tụ tập cũng chính là khu vực mà phe đối lập dự kiến tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối kết quả bầu cử. Những khẩu hiệu như đất mẹ đang lâm nguy, một người nói lớn với đám đông đang đồng thanh hô, chúng ta phải đoàn kết, không bị chia rẽ. Một số người tham gia tuần hành mang theo quốc kỳ Belarus và hô to vì Belarus hay vì Bakka, tức là biệt danh của Tổng thống Lukashenko. Tôi ủng hộ Lukashenko, Gheorghena, 68 tuổi, đã nói như vậy. Và tôi không hiểu vì sao mọi người lại chống đối ông ấy. Chúng tôi được nhận lương và lương hưu đúng hạn là nhờ ông ấy. Trong bài phát biểu, Lukashenko nói rằng xe tăng và máy bay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã được triển khai cách biên giới Belarus chỉ 15 phút. NATO cho biết họ đang theo dõi sát tình hình nhưng không có bất kỳ động thái điều quân sự nào tới biên giới phía Tây Belarus. Và việc NATO hiện diện ở phía Đông của Liên minh không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Động thái này có tính chất phòng thủ nghiêm ngặt, tương xứng và được thiết kế để ngăn chặn xung đột cũng như bảo vệ hòa bình. Phát ngôn viên của NATO, Ona, đã nói như vậy. Lukashenko trước đó có nói một âm mưu lật đổ do nước ngoài hậu thuẫn nhằm vào ông và rằng Belarus đang đứng trước áp lực. Đây là hình ảnh tại một cuộc biểu tình meeting của những người ủng hộ ông hôm Chủ nhật 16 tháng 8, Tổng thống Lukashenko đã tố cáo những người biểu tình đối lập là lũ chuột, rác rưởi và kẻ cướp. Quân đội NATO đang đứng trước những ngưỡng cửa của đất nước chúng ta. Latvia, Ba Lan, Ukraine đã yêu cầu chúng ta tổ chức các cuộc bầu cử mới. Ông nhấn mạnh và thêm rằng đất nước Belarus sẽ chết nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức lại. Và tôi không bao giờ phản bội các bạn và sẽ không bao giờ làm điều đó, Tổng thống Lukashenko đã tuyên bố.
Svilania, đối thủ của Lushenko trong cuộc bầu cử, đã kêu gọi tổ chức một cuộc tuần hành tự do lớn tại trung tâm thủ đô Minsk và các thành phố, thị trấn khác vào ngày 16 tháng 8. Những người biểu tình phản đối mang theo lá cờ đỏ và trắng và hô vang các khẩu hiệu như Lushenko từ chức hay chúng tôi sẽ không lãng quên hay tha thứ. Alexei, một công nhân 31 tuổi, cho hay hành động của người biểu tình có thể sẽ không chỉ dừng lại ở ngưỡng hòa bình nếu họ không đạt được điều mà họ muốn. Và người này nói tiếp, tất cả chúng tôi đều muốn Tổng thống Lushenko từ chức. Và anh nói, hiện tại chúng tôi đang đưa ra yêu cầu, nhưng rồi chúng tôi sẽ phát chán với việc yêu cầu. Nga cũng đang theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến ở Belarus bởi một số đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới châu Âu đều đi qua nước này. Bên cạnh đó, Belarus từ lâu đã được Moscow coi là vùng đệm an toàn trước NATO. Tổng thống Putin và Lushenko đã điện đàm hai lần vào cuối tuần qua. Trước cuộc bầu cử, mối quan hệ giữa Nga và Belarus vốn đã căng thẳng do Nga cắt giảm các khoản trợ cấp hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Lushenko. Hai quốc gia láng giềng năm 1999 từng ký một thỏa thuận để thành lập một nhà nước liên bang Nga và Belarus, nhưng dự án trên chưa từng được thực thi đầy đủ. Và gần đây, Tổng thống Lushenko còn khước từ những lời kêu gọi từ phía Nga về việc thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế gần gũi hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 8 năm 2020 với bản tin Belarus, Lushenko cố tình duy trì độc tài, Putin cam kết ủng hộ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.